Trưởng thôn Kho Vàng được tặng điện thoại. Chiều ngày 21 tháng 9, từ xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, trao gần 200 triệu tiền mặt hỗ trợ người dân tỉnh này bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra. Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cho các tỉnh phía Bắc, câu lạc bộ pháp lý và công ty luật Tri Ân cùng các mạnh thường quân đã ủng hộ tiền mặt giúp người dân vơi bớt khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, vì cảm kích tinh thần trách nhiệm của anh Marcel Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, trong chuyến công tác này, luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân đã tặng anh Chứ một chiếc điện thoại thông minh để giúp người trưởng thôn dũng cảm, trách nhiệm, có điều kiện liên lạc tốt hơn. Luật sư Quân cho biết, câu lạc bộ pháp lý tập trung hỗ trợ cho gần 100 học sinh tại huyện Văn Yên, Yên Bái, thôn Lạc Đủ và thôn Kho Vàng, Lào Cai để giúp các cháu có thêm điều kiện sớm trở lại trường học. Tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, đại diện câu lạc bộ pháp lý cũng đã trao 199 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ. Khởi công tái thiết làng Nủ và thôn Kho Vàng sau trận lũ quét lịch sử. Sáng ngày 21 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chính thức khởi động dự án và tái thiết khu dân cư tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, nhằm giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng. Buổi chiều cùng ngày, lễ khởi công khu tái định cư tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên cũng đã được tiến hành. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ cấp bách của địa phương. Tỉnh cam kết hoàn thành các khu tái định cư một cách nhanh chóng và đảm bảo chất lượng với mục tiêu không chỉ giúp bà con có nơi ở mới mà còn tạo dựng môi trường sống an toàn hơn, tiện nghi hơn. Khu tái định cư Kho Vàng được xây dựng trên diện tích khoảng 3,5 hectare, là nơi sinh sống mới của 40 hộ dân. Mỗi căn nhà có diện tích 350m2, kèm theo các công trình phụ trợ cần thiết như hệ thống nước sạch, điện lưới và giao thông nội bộ. Để đảm bảo sự thuận tiện cho người dân, địa điểm xây dựng được lấy ý kiến trực tiếp từ cộng đồng và chỉ cách nơi ở cũ một quãng ngắn nhằm đảm bảo an toàn trước thiên tai tương lai. Lãnh đạo địa phương cũng cho biết công trình sẽ được thi công liên tục, tổ chức 3 ca 4 kíp làm việc mỗi ngày với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Điều này không chỉ giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống mà còn đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp về nơi ở trước khi mùa mưa bão tiếp theo có thể đến. Cùng ngày, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, một khu tái định cư khác cũng được khởi công. Với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ và chính quyền địa phương, dự án này được xây dựng cách khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét khoảng 2 km. Với quy mô giai đoạn 1 khoảng 10 hectare, khu tái định cư mới sẽ dành cho 40 hộ dân, mỗi hộ được cấp khoảng 1.000m2 đất. Nhà ở trong khu vực này sẽ được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, với kết cấu 2 tầng đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ và phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương. Ngoài việc xây dựng nhà ở, khu tái định cư Làng Nủ sẽ có các công trình hạ tầng cần thiết như nhà văn hóa, trường học cùng hệ thống giao thông, điện, nước để đảm bảo điều kiện sinh hoạt lâu dài cho người dân. Chính quyền Lào Cai xác định đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái thiết sau thảm họa lũ quét, giúp người dân không chỉ có nơi ở mới an toàn mà còn khuyến khích họ tái lập cuộc sống, ổn định sản xuất và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, trưởng thôn Kho Vàng xứng đáng được khen thưởng. Lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã họp thống nhất trình đề xuất lên tỉnh về việc khen thưởng anh Marcel Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu. Chiều ngày 13 tháng 9, trao đổi với báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Duy Hòa, bí thư Huyện ủy huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, huyện đã nhận được đề xuất khen thưởng trưởng thôn Kho Vàng Marcel Chứ của lãnh đạo xã Cốc Lầu. Lãnh đạo huyện đã họp thống nhất trình đề xuất lên tỉnh về việc khen thưởng anh Marcel Chứ,
hành động di dời người dân đến nơi an toàn khi phát hiện khu vực sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở của anh Chứ là rất tích cực, chủ động, xứng đáng được các cấp thẩm quyền ghi nhận, động viên, khen thưởng. Việc khen thưởng cũng là cách để lãnh đạo các thôn khác có thể học tập theo, ông Nguyễn Duy Hòa nói. Cũng theo ông Hòa, hiện nay 115 người dân thôn Kho Vàng đã được đưa xuống núi, đang ở tạm tại nhà văn hóa xã Cốc Lầu với đầy đủ các tiện nghi thiết yếu và nhu yếu phẩm. Bà con sẽ ở tạm đây trong quá trình 17 lán trại dựng phía sau Ủy ban Nhân dân xã được hoàn thành. Các hệ thống điện nước, công trình phụ đầy đủ, thuận tiện sinh hoạt, ông Hòa thông tin. Hiện các nhu yếu phẩm, thực phẩm cho 115 người dân thôn Kho Vàng vẫn đang được chính quyền địa phương tiếp ứng đầy đủ. Khi được chuyển ra ở tại các lán trại, huyện Bắc Hà, xã Cốc Lầu sẽ nghiên cứu phương án xây dựng bếp ăn tập trung hoặc bếp ăn cho từng gia đình để người dân có thể chủ động hơn. Sau khi được đưa xuống núi, tinh thần bà con đều ổn định, an tâm sinh hoạt. Nhiều cháu đã được đi học trở lại, ông Hòa cho biết thêm. Cũng theo Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Hà, dự kiến trong tháng 11, chậm nhất là tháng 12 năm nay, địa phương sẽ dựng xong làng mới để bà con đến ở. Địa điểm để xây dựng làng mới cũng như phương án xây dựng được trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo, giám sát và có sự tham gia, kiểm tra kỹ lưỡng của các ngành, cơ quan chuyên môn. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã có chủ trương chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan sẵn sàng hỗ trợ khảo sát địa hình, địa chất, lên phương án quy hoạch, thiết kế, xây dựng làng mới cho bà con thôn Kho Vàng. Cùng với đó, đơn vị thi công, làm đường đã tiếp cận địa điểm, chuẩn bị đưa máy móc vào để triển khai xây dựng, ông Hòa nói. Xã Cốc Lầu đề xuất khen thưởng trưởng thôn Kho Vàng Marcel Chứ. Xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang làm đề xuất khen thưởng cho trưởng thôn Kho Vàng Marcel Chứ. Chiều ngày 16 tháng 9, trao đổi với Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết địa phương này đang làm đề xuất huyện trao thưởng cho trưởng thôn Kho Vàng Marcel Chứ. Trưởng thôn Marcel Chứ đã hành động quyết đoán, rất trách nhiệm, đúng chủ trương của địa phương, đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của người dân thôn Kho Vàng trong bối cảnh khu vực sinh sống có nhiều rủi ro cao về lũ quét, sạt lở đất, ông Tuấn nói. Cũng theo ông Tuấn, sáng ngày 16 tháng 9, xã Cốc Lầu đã bắt đầu di dời 17 hộ dân thôn Kho Vàng từ trên núi xuống nơi tạm lánh mới là bãi đất trống phía sau Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt của bà con và công tác tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm của chính quyền địa phương. Dự kiến trong chiều ngày 16 tháng 9, toàn bộ 115 người dân thôn Kho Vàng sẽ có mặt tại nơi tạm lánh mới, đảm bảo an toàn. Tinh thần của bà con đều ổn định, thoải mái, ông Tuấn nói thêm. Vào chiều ngày 15 tháng 9, tại bãi đất trống phía sau Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, 17 lán trại đã được lực lượng chức năng dựng xong, sẵn sàng đón 115 người thôn Kho Vàng xuống ở trong khi chờ làng mới. Trước đó, khi phát hiện gần khu vực sinh sống của 17 hộ dân thôn Kho Vàng có nguy cơ cao bị sạt lở đất, trưởng thôn Marcel Chứ đã vận động di dời bà con lên núi dựng lán để tạm lánh. 480 phút tạo nên kỳ tích ở thôn Kho Vàng, giúp 115 người dân thoát khỏi bàn tay tử thần. 480 phút, một khoảng thời gian không dài nhưng tạo nên kỳ tích ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Đó là thời điểm mà người dân bản Mông đã cùng nhau đoàn kết, hành động theo chỉ đạo của đảng viên trẻ Marcel Chứ để cứu sống 17 hộ dân khỏi hiểm họa. Sau trận mưa lũ kéo dài, con đường từ xã Cốc Lầu đến thôn Kho Vàng hoàn toàn bị cắt đứt. Để tiếp cận được 17 hộ dân đang tạm lánh nạn trên núi, đoàn cứu hộ phải vượt qua hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường rừng dốc và trơn trượt. Khi đến nơi, cả khu vực chỉ còn lại trẻ em, bởi người lớn đã xuống xã để lấy hàng cứu trợ. Một lúc sau, chị Hạng Thị Say vừa gùi hàng tiếp tế trở về, đã kể lại tình hình khẩn cấp của ngày hôm đó. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 9 tháng 9, chị Say đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, tiếng gọi của trưởng thôn Marcel Chứ vọng vào. Thanh niên hãy tập trung lại điểm tập kết của thôn. Nghe vậy, chị Say vội vàng chuẩn bị áo mưa cho chồng, anh Marcel Hòa, để đến nơi đúng giờ. Chị hiểu rằng sự triệu tập vào buổi sáng sớm, đặc biệt trong ngày mưa, là dấu hiệu của việc quan trọng. Khi anh Hòa trở về với tin tức, chị Say được biết rằng vết nứt lớn trên quả núi phía sau nhà có nguy cơ sạt lở đất bất cứ lúc nào. Theo lệnh của trưởng thôn, các thanh niên trong thôn sẽ tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Anh Hòa dặn vợ chuẩn bị đồ dùng cần thiết và lương thực dự trữ vì có thể sẽ phải di tản lâu dài. Nghe chồng, chị Sa nhanh chóng gọi hai đứa con vào chuẩn bị đồ đạc. Marcel Chứ, đảng viên trẻ tuổi được bầu làm trưởng thôn cách đây 5 năm, đã nhanh chóng hành động trong tình hình nguy cấp này.
Khi mưa lớn kéo dài, anh Chứ lo lắng cho 17 hộ dân tập trung quanh đỉnh núi. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, khi mưa lũ làm mất điện và sóng điện thoại, anh cùng hai đảng viên khác đã họp bàn, quyết định đưa người dân đến nơi an toàn. Anh Chứ không chần chừ, triệu tập thanh niên trong thôn và cùng đội khảo sát phát hiện vết sạt lở rộng 30cm trên núi. Họ ngay lập tức dựng lán tạm trên khu vực an toàn và di tản 17 hộ dân lên đó. Anh thông báo cho mọi người chỉ mang theo những đồ thiết yếu như chăn màn, bát đũa, son nồi và ít gạo. Chỉ trong khoảng 8 tiếng, toàn bộ 115 người dân đã được đưa đến nơi an toàn. Vào chiều ngày 9 tháng 9, khi mọi người đã lên đến nơi an toàn, quả đồi phía sau thôn Khoa Vàng bắt đầu sạt lở, đúng vào khu vực mà họ vừa rời bỏ. Anh Chứ tự hào chia sẻ rằng, quyết định nhanh chóng của anh được rút ra từ kinh nghiệm của các bậc cao niên trong cộng đồng Mông. Đối với người Mông, việc sống trên núi cao và quan sát các hiện tượng tự nhiên để phòng tránh nguy hiểm là điều cần thiết. Trong hoàn cảnh mưa lũ dài ngày, việc kiểm tra xung quanh nhà để phát hiện bất thường là vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ cả cộng đồng.